Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Phú Yên Sata. Và hôm nay các bạn đã biết những cây hồ điệp thường một khi cho hoa, sau khi mà người ta khai thác hoa nó xong thì đây là những cái hoa sau khi đã được cắt hoa. Trong quá trình sinh trưởng của nó thì nó lúc mà nó đủ tuổi ra hoa thì người ta khai thác nó hoàn toàn và triệt để. Một cây có thể ra 3 đến 4 cành hoa. Có cây còn 5 cành này. Và video này em xin nói về xử lý sau khi người ta đã lấy hoa. Thì cây sau khi lấy hoa sẽ được tập trung về một chỗ để dưỡng sức sau cái thời sinh trưởng đạt đỉnh điểm của nó. Và sau đó người ta sẽ bán lại với giá rất là rẻ cho các dân để họ trồng chơi thôi. Đây, cây tan nát. Thường cây sau khi mà đã lấy hoa hết rồi thì cây nó rất là yếu và dễ mang bệnh. Thường thì lá của nó sẽ bị cháy nắng, tại vì trong quá trình thúc hoa thì cây sẽ được ăn nắng 100%, cho nên tỷ lệ cây cháy nắng cực kỳ cao. Đây các hiện tượng của cây cháy nắng này. Đây là một cái ngòng hoa đã được cắt và ở trên ngòng hoa đã mọc một cái cây mới. Thì ai muốn biết cái công thức này thì cứ xem các video sau em sẽ chỉ. Nó rất là hay, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều giống này, mọc ngay tại ngòng luôn, có rễ luôn này. Còn không nó sẽ ra hoa như thế này. Hoa như thế này thì bán tại giá thị trường Việt Nam thì tầm 25 đến 35 ngàn một cây thôi, tại vì cây đây đã xuất hết hoa rồi. Nó khai thác hết hoa được đầu thì rất là đẹp và hoa rất là to. Một cánh hoa có thể dài 20 cm chứ không phải như vậy nữa. Này là bằng một bàn tay thôi mà đã to rồi. Còn hoa mà xuất đi nước ngoài với giá tầm 3 triệu đến 5 triệu một cành thì hoa rất là to và số lượng hoa trên một cành có thể đạt 60-80 hoa. Rất là khủng khiếp. Trở lại với vấn đề xử lý thì chả cái gì nữa, phải xử lý cây thường bệnh nhập về đây. Được tưới nước và nói chung sử dụng các loại phân bón để hồi sức cho nó đỡ lại tí rồi bán lại thị trường trong nước thôi. Đây, cây rất là bệnh kinh khủng. Đây. Còn gì nữa đó mà chăm. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.